Các cái nhóm dinh dưỡng mà giúp cải thiện cái hệ tuần hoàn cho các bạn mà không thể không nhắc tới đó chính là cái thực phẩm đó. Hôm nay Nguyễn Thúy lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết để các bạn phòng bệnh thiếu máu não. Thật ra là có khá nhiều các bạn đang thắc mắc là không biết là cái căn bệnh này nó có thể di truyền từ đời này sang đời khác hay là không. Câu trả lời của Thúy ngày hôm nay đối với các bạn là cái bệnh thiếu máu não này nó không có di truyền. Chính vì vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa cái nguy cơ hình thành bệnh, được chưa ạ? Để hạn chế cái khả năng mắc những căn bệnh về thiếu máu não. Và mỗi chúng ta hãy cố gắng xây dựng cho mình những cái thói quen sinh hoạt lành mạnh này, điều độ này. Trong đó thì cái chế độ dinh dưỡng đóng vai trò không nhỏ đối với cái sức khỏe của các bạn. Các cái nhóm dinh dưỡng mà giúp cải thiện cái hệ tuần hoàn cho các bạn mà không thể không nhắc tới đó chính là cái thực phẩm nó giàu đạm này, giàu sắt và giàu vitamin. Đặc biệt là nếu các bạn thường xuyên mà rèn luyện tập thể dục thể thao á, thì cái khả năng lưu thông máu sẽ được cải thiện đáng kể. Và chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải vận động mạnh đó các bạn. Những cái bài tập nhẹ nhàng như yoga nó vẫn đem lại hiệu quả rất là đáng ngạc nhiên đấy các bạn. Và bản thân Thúy cũng đã tập yoga trong vài tháng nay, nó rất là hiệu quả. Và Thúy thấy là cơ thể mình làm việc rất là hiệu quả, không có đau đầu, không có khó chịu như trước nữa. Như vậy thì bất cứ ở một cái lứa tuổi nào cũng có nguy cơ bị mắc căn bệnh về thiếu máu não. Nếu mà chúng ta không biết cách chăm sóc bản thân của chúng ta, nếu mà các bạn phát hiện ra bản thân của mình hoặc người thân của mình có những cái dấu hiệu mà Thúy kể trên á, thì các bạn hãy nhanh chóng đi khám và điều trị theo cái phác đồ phù hợp nhất. Như vậy thì chúng ta có thể là hạn chế được cái sự phát triển và những cái biến chứng nguy hiểm như là căn bệnh đột quỵ Thúy vừa nói trên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết cái buổi chia sẻ hôm nay của Nguyễn Thúy. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.